Xin chào tất cả mọi người, mình là Đinh Công Hiếu, là đạo diễn cũng như là biên kịch của series phim Yêu Điên Dại. Hôm nay mình có hai tin để gửi đến mọi người, một là tin vui và hai là tin không được vui lắm. Thì đầu tiên mình xin cảm ơn donate của bạn Nguyễn Hùng Cường và bạn Trần Thị Thu Thảo. Đầu tiên là tin vui, thì mình thấy là hai nhân vật Trang và nhân vật Hào được rất là nhiều bạn yêu thích, thì hai nhân vật này sẽ xuất hiện ở những tập sau nữa. Có nghĩa là nhân vật Trang vẫn chưa bị chết và nhân vật Hào thì vẫn chưa bị vào tù. Và mình thấy các bạn comment khá là nhiều phía dưới là gây án rồi không lẽ là không có tìm được bằng chứng gì hay là ADN gì. Thì từ từ mọi người, từ từ, phim còn dài, đừng có hối, từ từ đâu ở đó nha. Tiếp theo là tin không được vui lắm. Đó là do phim mình chiếu liên tục 2 tập một tuần, và các bạn diễn viên lịch khá là dày đặc, rất là nhiều dự án khác nữa, thành ra là vẫn chưa xếp được lịch làm việc chung với nhau để quay những tập tiếp theo. Thành ra là phim của mình sẽ bị trễ lại một tuần, có nghĩa là tuần này có thể là sẽ không ra phim được, nhưng mà tuần sau thì chắc chắn là sẽ có phim, nên mọi người cứ yên tâm và chờ đợi nhé. Mình thấy là phim hiện tại mọi người khen rất là nhiều, nhưng mà hiện tại view vẫn hơi bị thấp, thành ra là mình rất là cần mọi người chia sẻ nhiều hơn nữa để anh em phim có động lực để sản xuất ra những sản phẩm tiếp theo tốt hơn và chất lượng hơn. Những khán giả mà yêu quý anh em phim, muốn ủng hộ anh em phim bằng cách donate thì có thể ủng hộ qua thông tin Momo số tài khoản hoặc là PayPal mình để ở dưới phần mô tả. Cuối cùng thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương và đồng hành cùng anh em phim. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mình đang ở Đà Lạt. Đà Lạt hơi lạnh.